Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nữ đại gia Bình Dương Nguyễn Phương Hằng không ngần ngại nhắc tên Wendy Phạm, con gái ruột của Phi Nhung và 32 người con nuôi của cố ca sĩ khi phải cảnh giác một người. Từ khi Phi Nhung qua đời, bà Phương Hằng có nhiều phát ngôn gây chú ý liên quan đến cố ca sĩ. Mới đây trong clip mới nhất, vợ ông Võ Lò Vui tiếp tục nhắn tin những vấn đề xoay quanh giọng ca Bông Điên Điển, tạo nên một tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Lần này bà chú Đại Nam tuyên bố sẽ chống mắt lên để xem có cuộc tranh chấp tài sản nào diễn ra hay không. Sau khi Phi Nhung qua đời, bới nữ đại gia cho rằng quản lý Phi Nhung, Diệm Phạm không phải là người tầm thường. Bà cũng cảnh báo với Wendy Phạm và chồng cũ của Phi Nhung phải hiểu được tình hình hiện đại. Giờ đây Phi Nhung không còn nữa nên nhân nghĩa, tứ tế cũng không còn. Bà Phương Hằng ra cảnh báo vì số phận của 32 đứa trẻ con nuôi của Phi Nhung, trong đó vợ ông Võ Lợi Vui tuyên bố liên quan đến Hồ Văn Cường và khẳng định ra sức bảo vệ gia đình của giọng ca của công. Đặc biệt bà còn hứa tặng nam ca sĩ số tiền là 1 tỷ đồng. Hiện những phát ngôn của bà Phương Hằng vẫn đang nhận sự quan tâm lớn của dư luận giữa thời điểm đám tang của cố ca sĩ Phi Nhung đang diễn ra tổ chức ở Mỹ. Nhiều ý kiến ủng hộ cùng không ít người ném đá khi cho rằng nữ đại gia phát ngôn quá tục tiểu và mang ý đồ công kích. Trước đó bà Phương Hằng cũng là người lên tiếng nhắc đi nhắc lại việc ekip Phi Nhung phải trả tiền cho Hồ Văn Cường. Vào ngày 11 tháng 10, con nuôi ca sĩ đã nhận số tiền thưởng, tiền cắt xe và khoảng 500 triệu tặng thêm vì quản lý của Phi Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!